toàn thể con cái Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa trong sách Truyền Đạo, đoạn 7, câu 8. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa với chủ đề lòng kiên nhẫn. Chúng ta đang sống trong một thế giới mất lòng kiên nhẫn, không có sự kiên nhẫn. Người ta dễ bạo động và không thể kiên trì hay chậm lại dù cơn đại dịch vẫn đang hoành hành. Và chúng ta đang sống trong một cái thế giới nhanh, cái gì cũng muốn nhanh lẹ. Người ta không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Về đồ ăn thì có thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh chỉ giúp chúng ta trong những lúc vội vã, không có thời gian. Nhưng nếu chúng ta ăn thức ăn nhanh mỗi ngày thì sức khỏe của chúng ta sau này sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Rồi người ta làm việc, làm cái gì cũng muốn nhanh cả. Có những việc chúng ta cần làm nhanh, nhưng nếu đời sống lúc nào cũng nhanh, sống với áp lực liên tục, thì tuổi thọ của chúng ta sẽ giảm. Những người sống lâu là những người từ tốn, quân bình, biết lúc nào nhanh, lúc nào chậm. Trong đời sống giao tiếp, những mối liên hệ bền lâu thì cần phải có thời gian để xây dựng, thời gian để tâm tình, thời gian cùng làm việc, thời gian cùng vui chơi, thời gian cùng chia sẻ. Và qua những năm tháng thì cần có thời gian để thử thách, để chứng minh rằng đó là một tình bạn, một tình yêu bền vững, sâu đậm. Lòng kiên nhẫn là gì? Phước hạnh của lòng kiên nhẫn ra sao? Xin chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa. Thứ nhất, ý nghĩa của sự kiên nhẫn. Trở lại Truyền Đạo, đoạn 7, câu 8, phần B. Lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Lời Chúa dạy chúng ta lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Vì kiên nhẫn đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời kiên nhẫn với tội nhân. Kiêu ngạo đến từ ma quỷ. Kiêu ngạo phá đổ con người của chúng ta. Kiên nhẫn là gì? Kiên là bền lòng, kiên trì. Nhẫn là nhịn, cố chịu. Dẫu khó khăn, trở ngại thì vẫn vững vàng, bền bỉ. Một cái định nghĩa về sự kiên nhẫn như thế này. Kiên nhẫn là có khả năng tiếp tục làm việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng, mặc dù thời gian khó khăn kéo dài, kết quả còn chưa thấy. Trong tiếng Anh, chữ kiên nhẫn là patient, có nghĩa là khả năng chấp nhận hoặc chịu đựng sự chậm trễ, những khó khăn hoặc chịu khổ mà không khó chịu, không bực bội hay không hồi hộp hay là lo lắng. Có một câu như thế này: hãy kiên nhẫn đôi khi chúng ta phải đi qua thời điểm tệ hại nhất để có thể nhận được điều tốt nhất. Một câu khác: những điều tốt đẹp cần có thời gian. Hãy kiên nhẫn. Kinh Thánh định nghĩa sự kiên nhẫn thế nào? Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 4: tình yêu thương hay nhịn nhục. Và trong bản tiếng Anh, love is patient. Tình yêu thương là kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một trong 9 đặc tính của trái Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục. Kiên nhẫn và nhịn nhục đồng ý nghĩa. Người xưa có câu nói như thế này: tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu. Nghĩa là đối với chuyện nhỏ, việc nhỏ mà không kiềm chế, nhẫn nại, chịu đựng thì sẽ làm hỏng việc lớn. Cũng có câu như thế này: nếu bạn cẩn thận, kiên nhẫn tìm kiếm ý Chúa, tìm hiểu kỹ trong hôn nhân thì bạn sẽ có người bạn đời. Nếu bạn cẩu thả không kiên nhẫn trong tình yêu thì bạn sẽ có người bạn nhớ đời. Chúng ta thấy sự kiên nhẫn rất quan trọng. Sự nhịn nhục trong đời sống và kiên nhẫn trong sự theo Chúa, phục vụ Chúa, nói lên đời sống có Chúa làm chủ, một đời sống gần gũi với Chúa và đầy dậy Đức Thánh Linh. Làm sao để chúng ta có sự
nhịn nhục, kiên nhẫn. Thứ nhất, chúng ta cần nhờ sức của Chúa, vì bản chất tội lỗi trong con người của chúng ta rất dễ nóng giận, hay trả đũa, hấp tấp và không kiên nhẫn. Colossae đoạn 1 câu 11: nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Quyền phép qua sự cầu nguyện nhờ cậy sức Chúa, có lời Chúa, nhớ lời Chúa, làm theo lời Chúa. Càng đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta càng thêm sự nhịn nhục và kiên nhẫn để sống theo lời Chúa và phục vụ Chúa kết quả. Thì thứ hai là đối diện với thử thách. Để có sự kiên nhẫn nhịn nhục, chúng ta phải đối diện với thử thách. Roma đoạn 5 câu 3: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Thử thách khó khăn trong cuộc đời rèn luyện chúng ta và tập cho chúng ta kiên nhẫn nhịn nhục. Hãy đối diện với những khó khăn hoạn nạn như là trường học để huấn luyện chúng ta. Có sự kiên nhẫn sẽ dẫn chúng ta đến sự thành công. Theo sử Trung Hoa thì nhà thơ lớn đời Đường là Lý Bạch, lúc còn nhỏ đọc sách, học hành không chăm chỉ, thường trốn học. Một lần ông không kiên trì nổi trên lớp học, bèn chạy ra khu rừng ở bên cạnh trường học để vui chơi, và đến lần này về sẽ bỏ học. Đến một bờ suối, gặp được một bà lão đang cầm thanh sắt, và ông đứng đó thật lâu, mắt không chuyển động nhìn bà lão cứ mài thanh sắt đó không ngừng. Cảm thấy kỳ lạ, Lý Bạch hỏi: bà lão, bà mài cái này để làm gì? Bà lão mỉm cười: làm kim khâu. Lý Bạch hỏi tiếp: vậy sao có thể thành công được? Làm sao một thanh sắt to như thế này có thể thành một cái kim nhỏ để khâu? Bà lão trả lời: thành công chứ, nhất định có thể thành công, chỉ cần thời gian và lòng kiên nhẫn mà thôi. Ồ, Lý Bạch trầm trồ. Câu trả lời tự tin của bà lão đã lay động Lý Bạch một cách mạnh mẽ. Thế là ông vội vàng xoay trở về lớp học, học hành và sau này thành tài. Từ lúc ấy ông hăng hái học tập, cuối cùng trở thành một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Đây chính là nguồn gốc của câu có công mài sắt, có ngày nên kim. Rất nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta không thể thành công, không phải là không thành công, chúng ta chỉ cách thành công chỉ còn một bước. Nhưng chính vì cái bước này chúng ta đã không kiên trì đến cuối cùng, bỏ cuộc giữa chừng nên mới thất bại. Điều thứ hai trong cái bài học này chúng ta cùng suy gẫm với nhau là kết quả hay là phước hạnh của lòng kiên nhẫn. Trở lại truyền đạo đoạn 7 câu 8 phần A: cuối cùng của một việc hơn sự khởi động nó. Câu kinh thánh này cho chúng ta thấy muốn nhìn thấy kết quả thật, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi đến lúc cuối cùng. Có một câu nói của người Tây Phương như thế này: nếu chúng ta kiên nhẫn trong những giờ phút nóng giận, chúng ta sẽ trốn thoát được hàng trăm ngày của sự đau khổ. Bạn có thể thắng trong một cuộc cãi vã, nhưng bạn có thể sẽ mất sự kiên nhẫn của chính mình, mất một gia đình, mất một người bạn thân, mất cơ hội quý giá, mất công việc làm tốt, có khi mất tất cả và phải hối hận cả đời. Trong Samuel nhất đoạn 13 kể câu chuyện vua Saul là vị vua đầu tiên của dân Israel, vì không kiên nhẫn chờ đợi tiên tri Samuel đến dân của tế lễ. Việc dân tế lễ là việc của tiên tri, không phải là việc của vua. Rồi Chúa chép như thế này: Saul đợi 7 ngày là kỳ của Samuel đã định, xong vì Samuel không đến ginh canh, dân sự bèn tan đi. Bấy giờ Saul nói: hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thụ ân. Rồi người dân của lễ thiêu. Saul đã cãi lời Chúa,
tự dâng tế lễ, nên thần của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ông. Ông bị ác thần nhập vào, mất chức vị làm vua, bị tử trận trong tay kẻ thù. Sao-lơ vì mất lòng kiên nhẫn, đưa đến sự đi trước Chúa, không vâng lời Chúa, gánh lấy hậu quả và mất tất cả. Sự kiên nhẫn, nhịn nhục có mục đích rõ ràng, chứ không phải kiên nhẫn nhịn nhục là nhu nhược hay là không biết gì cả. Lời Chúa trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Đức Chúa Trời nhịn nhục kiên nhẫn chờ đợi cho con người có cơ hội ăn năn. Lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 5 câu 7: Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Người nông dân chịu khó nhọc rồi bền lòng kiên nhẫn chờ đợi. Hạt lúa gieo ra phải chờ từ 3 đến 6 tháng mới gặt, chịu khó gieo và kiên nhẫn chờ đợi đến mùa gặt hái. Một câu nói khác: trong lúc kiên nhẫn nhịn nhục, bạn phải đi qua thời gian cay đắng, nhưng trái của sự kiên nhẫn nhịn nhục lúc nào cũng ngọt ngào cả. Kết quả của sự nhịn nhục kiên nhẫn mang lại rất nhiều phước lành. Thứ nhất, giữ được linh hồn. Chúa Giêsu phán trong Luca đoạn 21 câu 19: Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Theo Chúa, hầu Chúa là đường dài, là cả cuộc đời. Vì vậy chúng ta phải nhịn nhục, kiên nhẫn, bền lòng mà theo Chúa, lúc vui vẻ lẫn những lúc gặp thử thách. Như hiện nay chúng ta đang đi qua thử thách của đại dịch COVID-19. Lời Chúa trong thơ Giăng thứ nhì câu 9: Hễ ai đi dông dài chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Theo câu kinh thánh này, chúng ta phải bền lòng, kiên trì. Bởi vì người đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia, không cam kết theo Chúa, hầu việc Chúa với bất cứ hội thánh nào, thì là người không có Đức Chúa Trời. Thứ hai, sự nhịn nhục tạo nên cá tính hay thói quen chịu rèn luyện, học hỏi. Lời Chúa trong Roma đoạn 5 câu 4: Sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy, sự nhịn nhục mang đến sự kiên nhẫn chờ đợi mang đến hy vọng. Kiên nhẫn chờ đợi là người có hy vọng, là người không mất hy vọng. Kiên nhẫn và hy vọng là hai điều đưa đến mọi thành công trong cuộc đời. Người sáng lập nên chuỗi cửa hàng Kentucky Fried Chicken, gà rán, bắt đầu năm 63 tuổi. Ông kiên nhẫn siêng năng làm việc suốt 15 năm và ông đã thành công năm 78 tuổi. Điều thứ ba, cái phước hạnh của sự kiên nhẫn là sự nhịn nhục mang đến sự hiệp một. Roma đoạn 15 câu 5: Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục, mở ngoặc đơn kiên nhẫn và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ. Không nhịn nhục, chúng ta không thể ở với bất cứ con người nào, không thể làm việc với bất cứ ai. Nhịn nhục, kiên nhẫn nối kết chúng ta với nhau và tạo nên sự hiệp một. Kết luận, sứ điệp của Chúa dành cho chúng ta hôm nay: chúng ta đã học qua ý nghĩa của sự kiên nhẫn. Lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 19: Nếu một người vì Đức Chúa Trời mà kiên nhẫn, nhịn nhục, chịu đau đớn do những khổ nạn bất công, đó là điều đáng khen. Lời Chúa khích lệ chúng ta vì Chúa mà sống kiên nhẫn, nhịn nhục, đôi khi chịu những tổn thương, bị những hiểu lầm, bị lên án, chịu khổ nạn, bị đối xử bất công. Nhưng đây là điều tốt cho chúng ta vì Chúa đẹp lòng chúng ta làm gương tốt và được phước Chúa ban. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10 đến câu 12: Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi,
thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt vớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Sự nhịn nhục, kiên nhẫn mang lại cho cuộc sống chúng ta nhiều lợi ích. Đời sống chúng ta nhẹ nhàng, bớt căng thẳng, sống vui trong sự hòa thuận. Chúa là Đức Chúa Trời của sự nhịn nhục, kiên nhẫn. Chúng ta phải cầu nguyện nhờ lời Chúa trao dồi đức tính nhịn nhục, lòng kiên nhẫn. Chúng ta đang đi qua cơn đại dịch, mỗi người đều bị bức xúc, căng thẳng, bị cô lập, cách ly mỗi ngày với tấm màn hình, với điện toán. Rồi tương lai thì không ai biết thế nào. Chúa đang rèn luyện lòng kiên nhẫn của con dân Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta kiên nhẫn học lời Chúa, kiên trì, trung tín nhóm lại. Và ở trong đại dịch, trong thử thách lớn như thế này, cứ nhịn nhục, chịu đựng để tấm lòng của chúng ta bình an, nhẹ nhàng và không khí trong gia đình được vui vẻ. Tinh thần trong hội thánh được hăng hái, rồi ngày tốt lành sẽ đến. Xin Chúa giúp chúng ta kiên nhẫn, nhịn nhục. Amen. Xin Chúa ban phước trên quý con cái Chúa.